theo kinh nhất, kệ nó để cho nó không ai nhìn. Nó là đang nhìn vào đây mà. Người ta một cười thôi. Đi đi. Nào nào. Không tiếng bay không hạn chưa? Từ từ. Kệ nó. Chính ra mình sao ta mình đuổi mà. Đi đi. Từ xem bà này có nhìn thấy không nhá, xem bà này có nhìn thấy không nhá. Bà không nhìn thấy, không để ý, không ai để ý chị ạ. Thế luôn. Phải mà em ơi, nó tay nó cầm bộ hồ sơ nó che như này. Thì người ở bên đường xong người ta nhìn thấy được. Chứ nhìn trong này nữa. Trời ơi, kinh quá. Nó bắt chị Tinh thế. Chị Tinh đây, đây là lần thứ hai rồi. Đây là lần thứ hai rồi. Không phải chứ, không phải kinh cực nó cũng che nữa. Mình đừng để cho nó nhìn thấy con gái. Đỡ, để nó đang lên cơn nhìn thấy con gái. Nó càng có thể xuống lộ. Sao bị bận đi. Hả, bận mấy con bận mà. Ôi chị ơi, kinh nhở, chị ơi. Con, chị ơi, nhìn thấy. Ui, ui, đòn phun tinh kìa chị ơi. Trời ơi. Trời ơi, chị ơi. Mà nhớ cho đây như cô bay nhá. Chị ơi, kinh mấy tưởng đấy. Em ơi, xong mày bắn cho chị thằng mày chị. Nó đi đâu, nó đi đâu rồi chị ạ, chị đang nhìn ấy. Đâu rồi, đâu rồi. Đâu không. Lau xe nó. Lau khăn, cái khăn. Thế là nếu mà ấy thì ra chỗ đang bị chìm quá. Thôi rồi nhá, tắt nhá, xong.